Thực hiện kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, sáng nay, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố và Trung đoàn 855 đã đồng loạt tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong mỗi giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan đơn vị đã tiến hành chặt chẽ các bước, tổ chức thực hành các nội dung như phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm tình hình địa bàn, nắm âm mưu thủ đoạn chống phá của địch, tổ chức hội ý chỉ huy, triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị, tổ chức hội nghị đảng ủy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên cao và lên toàn bộ. Tổ chức chỉ huy cán bộ chiến sĩ hành quân ra khu sơ tán bí mật, thực hiện công tác tổ chức, chuẩn bị chiến đấu và thực hành xử trí các tình huống xảy ra. Trong quá trình luyện tập, các đơn vị đã quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, bám sát hướng dẫn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tập trung trí tuệ, lực lượng, phương tiện, làm tốt công tác chuẩn bị, thực hành luyện tập đúng, đủ nội dung, đạt kết quả cao, đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Thông qua luyện tập, góp phần nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm của người chỉ huy và khả năng cơ động, hiệp đồng tác chiến, sức mạnh chiến đấu của các cơ quan, đơn vị. Qua đó khắc phục khâu yếu, mặt yếu, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.